đồ hiệu trăm triệu mua ở Pháp của Hương Giang bị ví như đồ mặc ở nhà. Thiết kế chăm suốt của Versace mà Hương Giang diện trong sự kiện mới đây gây tranh cãi vì có kiểu dáng hao hao đồ bộ mặc nhà. Xuất hiện trong sự kiện họp báo hôm 7 tháng 8 ra mắt The New Mentor, chương trình thực tế mới về người mẫu, Hương Giang diện dâm suốt ôm sát thay cho phong cách dạ hội cầu kỳ. Hoa hậu kết hợp bộ cánh chấm bi và cánh bướm của Versace có giá 82 triệu đồng với loạt trang sức đồng điệu của cùng nhà mốt. Chọn trang phục phóng khoáng, tạo hình của Hương Giang gây tranh cãi. Trên một số hội nhóm, nhiều khán giả so sánh họa tiết trên bộ đồ xa xỉ của cô với đồ bộ mặc nhà. Trước những ý kiến trái chiều, Hương Giang đón nhận bình thản. Cô tự ví xét đồ Versace của mình là đồ bộ phụ nữ Việt có nhau. Người đẹp cũng cho rằng trang phục của cô dù có người thích, người không nhưng mọi người vẫn sẽ phải bàn tán về nó. Mỹ nhân sinh năm 1991 cho biết bộ trang phục này không được bán tại Việt Nam. Để sở hữu, cô phải đặt mua từ Pháp và vận chuyển gấp về chỉ trong một ngày. Đến trước giờ bắt đầu họp báo chương trình, Hương Giang kịp thời có trang phục như ý để diện. Đây không phải lần đầu tiên Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 chịu chi để mua những bộ đồ khó tìm. Trước đó, cô là sao Việt đầu tiên sắm bộ phụ kiện gồm mũ trùm đầu vải nhũ, cổ áo và cravat đều được làm từ bạc và đính kết pha lê. Set đồ xa xỉ giá khoảng hơn 200 triệu đồng được cô mua qua một seller và cập bến Việt Nam chỉ vài giờ trước khi lên đồ đi quay hình. Hương Giang được biết đến là sao nữ sẵn sàng chi nhiều tiền để có những món đồ hiếm của các brand xa xỉ như Hem, Chanel. Người đẹp xem việc mua sắm hàng hiệu như một món đầu tư, khi các dòng túi kinh điển như Birkin hay Chanel Flatback liên tục tăng giá vài lần trong năm. Nhiều món đồ cô lùng được khi bán lại có thể hời 2 đến 3 lần. Một số món phụ kiện khác được Hương Giang thanh lý với mức giá giảm 25-70% so với giá gốc để tránh lãng phí. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.